Bộ trưởng Bộ Công Thương Séc Józef Sikela muốn tăng công suất các cơ sở lưu trữ khí đốt trong nước lên 80% trước khi mùa đông năm nay chuẩn bị đến do tình hình thị trường khí đốt hiện nay khá bất ổn. Lý do là để đảm bảo có đủ năng lượng nếu nguồn cung khí đốt bị ngừng lại. Bộ trưởng Bộ Công Thương Séc Józef Sikela cho biết, trong những biện pháp được Bộ chuẩn bị thì đầu tiên là phải dự trữ được ít nhất 80% tổng dung tích của các bể chứa, tức là khoảng 2,8 tỷ mét khối. Đồng thời, nhà nước sẽ phải quyết định sử dụng bằng cách thức nào và khi nào có thể thực hiện được. Theo như Bộ trưởng, mục đích của các biện pháp này là để Cộng hòa Séc có thể đảm bảo đủ lượng khí đốt trước mùa đông tới và có thể ngăn chặn được những thiệt hại kinh tế có thể xảy ra đối với Cộng hòa Séc trong trường hợp nguồn cung khí đốt bị ngừng lại. Hiện tại, khí đốt tự nhiên đang chảy vào Cộng hòa Séc một cách thuận lợi và không gặp bất kỳ trở ngại nào. Và tại Séc hiện có khoảng 950 triệu mét khối khí đốt trong các bể chứa, chiếm khoảng 30%.